Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amly, có model là Sansui 6L7 LXTRA nha các bạn. Dòng này là made in Japan, điện 100V, công suất 250W nha các bạn. Dòng này đánh được hai cặp loa AB. Đó. À, có bass, treble, ba lăng. Đó, có low neck, subsonic, mutin. Đó. Processor MMC dành cho đĩa than. Tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo nghe các bạn. Đó. Ngoài ra ở đây nó còn cái subsonic nè các bạn. Đây là low neck nè các bạn. Ở đây nó có short direct. Đó, các bạn muốn nghe mọc hay là muốn cắt từng qua chỉnh bass treble thì các bạn bật off. Đó. Ngoài ra nó có cái power amp direct và red selector. Đường này mình ít sử dụng nghe các bạn. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nha các bạn. Đó, rất mới. Nội thất như mới, dòng này là công suất 250W, chạy 8 sò lắp nha các bạn. Mỗi bên là có 4 sò lớn nè các bạn. Đó, bên này 4 con, bên này 4 con. À, đập vào là một tăng phô nguồn có chữ xanh xui còn rất mới nha các bạn. Có hai tù lọc nguồn rất lớn. Sườn sắc xi là như mới luôn các bạn, rất sáng. Máy mình về là có hai má gỗ luôn nha các bạn. Đó, má gỗ là mình ở đây mình gắn lên, do mình còn dư hai má gỗ mình gắn lên cho nó đẹp, nhìn vintage nha các bạn. Đó. Mặt tín hiệu đầu vào rất là mới, những ốc là chưa mở luôn nha các bạn. Ốc vàng đồng rất là đẹp. Sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem. Đây mặt tín hiệu đầu vào rất sáng nha các bạn, không có bị gỉ sét, chữ nghĩa còn đầy đủ nha các bạn. Rất là đẹp, rất là mới, không bị chạy xước. Đó, ở đây có đường power amp direct nha các bạn, có đường normal 1, normal 2. Đó, các bạn có thể gắn trực tiếp một cái van số để hát ok. Thì lúc này là Amply nó không qua phần rề, nó chỉ là đẩy công suất ra rất là mạnh nha các bạn. Dòng này đánh được hai cặp loa riêng biệt AB, phù hợp loa có độ kháng từ 4 tới 16 ohm nha các bạn. Đó. Model Sansui 6L7 LXTRA. Công suất 250W, IC 100V, số series là 1518 đuôi nha các bạn. Máy mình về tình trạng nguyên zin nguyên bản, đẹp xuất sắc nha các bạn, không có bị gỉ sét, không có bị hoen ố, dù trải qua thời gian cũng rất là dài. Ít máy nào về được đẹp như vậy lắm các bạn. Đó. Sau đây mình mời các bạn nghe một đoạn nha. Như bao cơn sóng, ngày tháng sông đêm không bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu anh, chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ do bờ, đừng quay ra khơi cho tim phai bơ vơ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Đó, nhìn máy mình trang bị vào cổ nhìn rất vintage, rất đẹp các bạn. Nhìn em tổng thể máy rất đẹp. Gió thắp hương hờ, ngày lại ngày tôi hay xa đó tìm kiếm trên cô môi riêng mình. Những sóc đá em hay đi qua khi tôi đây đi. Dòng này là dòng cuối cùng của dòng mặt gương nha các bạn. Bóng xoan đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng sáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng sáng đó tôi hay theo sau.
chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Mình xin thông báo con âm ly xanh xui 6/7 lỡ tra này mình bán với giá là 8,5 triệu, mình bao ship toàn quốc nha các bạn. Giá nó mắc hơn bình thường là do mình ốp thêm hai má gỗ, nhìn vinh tay rất là đẹp nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình số 0903747111, mình sẽ gửi chi tiết hình nội thất nha các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Mình xin thông báo lại là con âm ly xanh xui AU 6/7 lỡ tra này, máy mình về tình trạng nguyên dinh nguyên bản đẹp xuất sắc, mình bán với giá là 8,5 triệu, bao ship toàn quốc. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.